Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Câu chuyện đáng chú ý ngày hôm nay của chúng tôi đó là chuyện cái dự luật cứu nguy kinh tế có tên là Hero X đã được coi như là hai bên thượng viện và hạ viện tranh cãi trong những ngày qua. Chúng ta biết là hồi tháng 5 hạ viện đã thông qua cái dự luật này trị giá khoảng hơn 3.000 tỷ đô la qua bên thượng viện và tòa bạch ốc thì họ nói là họ chỉ đồng ý một ngàn tỷ đô la mà thôi và sau uh, coi như là hơn 10 ngày hai bên thương thuyết không đi tới đâu cả và hôm thứ sáu vừa rồi thì coi như là bế tắc và hôm thứ bảy tổng thống donald trump trước đó thì ông đã đe dọa rằng nếu mà quý vị ở bên dân chủ mà không đi tới cái điểm nào ở bên này thì tôi sẽ sử dụng sắc lệnh hành pháp để mà tôi chi tiền này ra đó thì đến hôm thứ sáu thì bà Nancy Pelosi hạ xuống khoảng 2.000 tỷ nhưng mà ông Steve Mnuchin là Bộ trưởng Tài chính nói là không chỉ một ngàn tỷ mà thôi và như vậy để mới tắt và cuối tuần vừa qua vào ngày thứ bảy tại sân góp Westminster ở tại tiểu bang New Jersey tổng thống Donald Trump đã ký bốn sắc lệnh sắc lệnh thứ nhất là tiếp tục uh, trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người dân là 400 đô la thay vì 600 đô la như bên phía dân chủ đòi hỏi trong 400 đô la này thì có 300 đô la của liên bang, 100 đô la của tiểu bang. sắc lệnh thứ hai là hoãn cái đóng tiền thuế gọi là thu nhập cái thuế thuế bảng lương đó 6.2%. cho đến hết tháng 12 năm 2020. Sau đó thì mới trả. cái sắc lệnh thứ ba là hoãn trả tiền nợ sinh viên và sắc lệnh thứ tư là hoãn không cho chủ nhà đuổi người thuê nhà ra khỏi nhà à, từ giờ đến cuối năm đó là bốn cái sắc lệnh nhưng mà gây tranh cãi nhất là hai xác lệnh à, mà gọi là tiền thất nghiệp cũng như cái à, gọi là thuế sổ lương à, thì qua đến ngày thứ hai vẫn bế tắc tổng thống donald trump còn thấu cấy nó bảo là ôi cái này là coi như bây giờ tôi đang đẩy bên dân chủ vào cái thế rất là kẹt và bên dân chủ bắt buộc phải à, Uh, thỏa thuận và ông cũng nói luôn là bên Dân Chủ đang muốn thỏa thuận lắm mà ông Chuck Schumer thượng nghị sĩ của tiểu bang New York lãnh tụ thiểu số thượng viện cũng như bà Nancy Pelosi uh, Đảng Dân Chủ tiểu bang California đang là chủ tịch hạ viện hai người này họ đang muốn thỏa thuận với tôi họ có số điện thoại tôi thì gọi đi bắt mới nữa thì ông Chuck Schumer ông bảo làm gì có chuyện đó ông đừng có nổ không đại khái như vậy hai bên cũng chém gió qua lại vân vân và không bên nào có dấu hiệu cho thấy là họ sẽ nhường bước bà nancy pelosi thì cho đến thứ hai vừa rồi coi như cũng không có dấu hiệu nào cho thấy là bà chấp mắt luôn thường thưa quý vị thường thường giống như người ta đi uh, mình làm cái gì đó chứ khi mình làm mình muốn người kia làm thì mình chớp mắt cái nháy mắt là coi như là ê làm đi thấy không bây giờ đến đến thứ hai vừa rồi bà nancy pelosi vẫn chưa chấp mắt gì cả mà hai bên vẫn tung hứng và là thả thính lẫn nhau ông Chuck Schumer mờ bảo là nếu một bên uh, tòa bạch ốc mà chuyển động coi như là có một thái độ đấy chúng tôi sẽ thỏa thuận thôi bên tòa bạch ốc bảo không bên quý vị phải giảm nữa đi chứ đòi hai ngàn tỷ không được mà thì cái tình hình nó là như vậy trong khi đó thì bên dân chủ lại hâm là đe dọa là sẽ kiện ông Trump, vì ông Trump ký cái xác lệnh hành pháp đó thì cái tiền nó như thế nào bên hạ viện họ bảo bên bên dân chủ họ bảo là tiền là do quốc hội quyết định chứ không phải do tổng thống bên hành pháp anh không quyền đụng tạo tiền thì bên hành pháp, ông Steve Mnuchin bộ trưởng tài chính tôi bảo là chúng tôi đã hỏi tất cả luật sư rồi, là chúng tôi có quyền làm cái chuyện này. Bởi vì trong cái tiền mà gọi là kè ách, chắc kỳ trước là 2.000 tỷ đô la, nó vẫn còn dư khoảng 44 tỷ đô la của liên bang. Và khoảng cỡ chừng 70 tỷ đô la của các tiểu bang, chưa sai. Thì ông Luchin bảo thì chúng tôi cho 300, quý vị cho 100 là 400. Đó thì ông Trump bảo sở dĩ tôi ký cái này bởi vì tôi không thể nào tôi chờ quý vị được nữa Đấy không quý vị cứ không có chịu nhường bước quý vị không chịu thỏa thuận thì tôi go hết bởi vì người dân đang cần tiền này bên hạ viện bên bên dân chủ bảo không ông cho 400 trăm cho không đủ chúng tôi muốn 600 cơ và đặc biệt nữa là có cái khoản tiền là họ đòi hỏi là phải hỗ trợ cho các tiểu bang cũng như thành phố đó khoảng cỡ 900 mấy chục tỷ, gần 1 ngàn tỷ đô la Thì bên Cộng Hòa họ đã nâu, chỉ có 150 thôi, 150 tỷ thôi, không chịu thôi đó Thì đó là những cái mà hai bên tranh cãi với nhau Thì uh, coi như là bây giờ bà Nancy Pelosi bà không dừng bước Mà ông Trump thì cũng cương luôn, thì chưa biết nó như thế nào Và bên Tòa Bạch Ốc cũng thách thức luôn, bên Dân Chủ kiện thì cứ kiện đi đó. Bởi vì bên Tòa Bạch Ốc họ tin rằng là họ sẽ thắng cái vụ kiện này nếu mà đưa ra kiện bởi vì trước đây quý vị nhớ đó Ông Trump đã từng lấy 6 tỷ đô la Trong ngân sách quốc phòng Mà đã do quốc hội chuẩn chi Để xây cái tường biên giới Thì bên dân chủ cũng kiện này ra tòa Nó bảo là tiền này là tiền của quốc hội chi Và cho mục đích quân đội Anh không được quyền lấy Thì bên ông Trump bảo không Quý vị coi như đã cho chúng tôi rồi Thì bây giờ chúng tôi có quyền tận dụng cái số tiền đó Nói một cách khác là gì Quốc hội bảo không tôi cho 100 triệu này là để làm 10 cái chuyện đó, mỗi chuyện là 10 triệu, ví dụ đâu Ông Trump bảo không, bây giờ anh đã cho tôi trăm triệu và tôi có quyền lấy 90 triệu cho cái chuyện mà anh đang làm vậy. Tôi lấy cái 10 triệu mà tôi cho rằng là không ưu tiên tôi lấy ra tôi xây tường. Đó. Thì cái vụ này đến tôi tôi có phát hiện rồi cuối cùng Trump thắng. Đó. Thành ra bên tòa ông tin là họ làm điều này được mà được hay không chúng ta chưa biết. Nhưng mà nó có trở ngại nữa là nếu mà ngay cả bây giờ mà liên bang cho 300 thì các tiểu bang có cho trăm hay không? Không chắc. Và các tiểu bang hỏi giờ chúng tôi cũng cạn tiền luôn rồi đâu ra chúng tôi cho trăm Đó. Và hôm thứ hai vừa rồi ông Mark Meadows cũng như là ông phó tổng thống Mike Pence và cả ông ông Mark Meadows là tránh văn phòng tại ốc ông phó tổng thống Mike Pence và cả ông uh, Steve Mnuchin gọi một loạt các thống đốc các tiểu bang bảo với anh chuẩn bị đi ờ, chúng tôi sẽ đưa tiền 300 anh đưa trăm rồi một số thống đốc tiểu bang bằng không chúng tôi chả có tiền Đó. bây giờ nó đang bế tắc chưa biết bao giờ có cái tiền 400 này hoặc chưa biết là có hay không chúng ta không biết hai bên đang tranh cãi một bên bảo là tôi không thể đợi mấy anh Đó, tôi lấy cái tiền này được bên kia bảo không anh lấy tiền đó là sai tiền là chúng tôi chi ra đó là một cái tranh cãi mà thưa quý vị à, hiện đang coi như là bế tắc đó, nhất là ông trump chơi màn thấu cấy <laughs> thấu cấy bên dân chủ để dân chủ bị sức ép quá vì ông nghĩ rằng là ông làm cái chuyện này là ông có lợi trong cái cuộc bầu cử bởi vì chúng ta tính ra bây giờ đó là còn có hơn 80 ngày nữa tới ngày bầu cử thành lập bên nào tận dụng được cử tri thì bên đó sẽ có thể thắng là tận dụng được hay không lát ra sẽ tính sau đó là cái sắc lệnh đầu tiên gây tranh cãi cái sắc lệnh thứ gì gây tranh cãi nữa đó là cái sắc lệnh mà nó là hoãn thu thuế sổ lương thì chúng ta biết ở mỹ này đó đi làm đó chúng ta bị thu thuế 6.2% thuế an sinh xã hội thì trong đó là công ty họ cũng matching tức là cũng trả thêm cho chúng ta một phần hoặc là nếu tôi nhớ không là cũng trả 6.2% luôn đó cái chuyện như vậy thì ông Trump bảo bây giờ hoãn lại không trả khoản thuế này cho hết cuối năm đó, thì ông nói làm như vậy thì công ty cũng sẽ không phải trả cái tiền thuế đó tạm thời không trả quý vị tạm thời không trả cái tiền thuế đó thì quý vị có thu nhập nó tăng lên tôi nói ví dụ à, một tháng lãnh trăm có bị, 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 trừ đi 6 đồng 20 mươi cent là còn có 93 đồng 80 cent thì bây giờ lãnh đủ trăm đó đại khái là như thế cho tới cuối năm nhưng mà rồi cuối năm đó rồi nó đi cái tiền nó đi đâu? Thì ông Trump nói thế này, bây giờ tạm thời là tôi hoãn. Nhưng mà đến cuối năm anh vẫn phải trả. À, trả tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Bốn cái tháng đó. À, chứ không không có bỏ nha. Thì ông Trump bảo là ông tính là thế này, bây giờ hoãn trả rồi ông sẽ yêu cầu quốc hội là cho cái tiền nó luôn. Tại vì cái tiền đó thì ông Trump lại không được ký. Đó, bởi cái tiền đó là chỉ có quốc hội mới có quyền quyết định là có cho cái tiền đó không. Thay vì trả 6 đồng 20 cent trong mỗi 100 đô la đó, thì không biết là thì ông không có quyền đó nhưng ông có cái quyền là hoãn đóng cái đó rồi tôi cho mấy anh nợ lại nhưng mà cuối năm anh phải trả còn bây giờ nếu mà quốc hội tôi xin mà quốc hội đồng ý thì coi xóa nó luôn mà cái đó gây tranh cãi họ à, cái đó có một số người chống cả bên cộng hòa lẫn dân chủ chống luôn vì sao họ chống xin quý vị đừng rời màn hình SCT chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại ơn quý vị như màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện hai bên Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đấu đá với nhau liên quan đến khoản tiền trợ cấp kinh tế trong thời gian qua mà bên Dân chủ đòi hơn 3 ngàn tỷ đô la, bên Cộng hòa nói là chỉ có 1 ngàn tỷ mà thôi. Và sự việc nó đã đổ bể cuối tuần vừa qua không bên nào đạt được thỏa thuận cả và bây giờ ông Trump muốn đi đơn phương. Ông làm cái chuyện ông ký bốn cái sắc lệnh hành pháp thì về mặt về mặt chính trị có thể những người không hiểu thì có thể là thấy ông Trump làm cái điều này là đúng, họ khoái cái đó. Nhưng mà những người nào người ta hiểu thì người ta lại chỉ trích cho bảo ô cái này giống như cho trách lủng hay là ông cái là làm này để kiếm phiếu thôi thì nó chính trị mà ai làm cũng được không đúng nữa sai đây mà trở lại vấn đề nãy tôi phân tích quý vị nghe cái xác lệnh đầu tiên rồi là trợ cấp thất nghiệp bây giờ đến cái xác lệnh thứ gì tôi đang nói cái chuyện thuế sổ lương thì nãy tôi đang nói cái chuyện là ông trump tính là hoãn cái đó đến cuối năm rồi sau đó xin quốc hội cho nhưng mà tại sao bị chống đối? À cái này cả bên Cộng hòa dân chủ đều chống đối chỗ này là bởi vì sao? Nếu lấy cái tiền đó, nếu không trả tiền đó thì quỹ an sinh xã hội hiện tại sẽ bị giảm. Giảm trước mắt. Rồi mà sau đó mà trả lại đó, thì ok. Nhưng mà nếu sau đó mà cho luôn đó là quỹ an sinh xã hội nó bị bị bớt tiền. Tôi cho quý vị cái ví dụ như thế này, nói đơn giản thế này. Hiện nay những người đang nghỉ hưu đó, họ sống nhờ những người đang đi làm như chúng tôi. Chúng tôi cái thế hệ đang đi làm, những người đang đi làm đóng thuế để nuôi những cái người mà đang nghỉ hưu. Mặc dù tiền đó họ đóng trước đây là họ đã nuôi cái thế hệ trước, thế hệ đó bây giờ đã ra big family rồi, nằm yên với lòng đất rồi, đúng không? Bây giờ cái thế hệ thứ nhì mà hồi trước nuôi họ thì bây giờ đang về hưu. Thì thế hệ hiện tại đang đi làm là nuôi những cái này, bởi vì đóng cái tiền quỹ an sinh, cái tiền nó vô cái quỹ an sinh xã hội. Để quỹ an sinh xã hội đã nuôi những cái này, tôi nói ví dụ cái quỹ an sinh xã hội đó là 1 tỷ đi, cho với cái con số đi. 1 ngàn tỷ nuôi những người đang đi làm như thế đang nghỉ hưu thế này. Thế thì ba bốt những người này chết đi Những người đang đi làm nó cũng về hưu Thì cái quỹ đó lúc nào nó có 1 tỷ đô la Để nuôi những người mà đang đi làm bây giờ về Thì lúc đó cái người mà nuôi họ lại là cái thế hệ con cháu của họ Tôi nói ví dụ 10 năm nữa Cái thế hệ đang đang nghỉ hưu đây Họ chết đi hết Thì thế hệ đang đi làm về hưu Thì cái thế hệ bây giờ đang được nuôi đó Sẽ đi làm nuôi lại thế hệ này Tức là lúc nào nó có con số là ví dụ 1 tỷ Thế thì bây giờ mà giảm cái thuế sổ lương sáu chấm hai phần trăm nó còn vậy nhiều lắm có số lớn lắm bởi vì tất cả những người đi làm mà cả cả một trăm mấy chục triệu người đi làm thế nếu tôi nhớ không lầm nó khoảng cỡ một trăm sáu tới một trăm bảy triệu người đi làm á mà nếu cái tiền nó cho luôn thì rõ ràng cái con số cái 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 cái, cái, cái quỹ mà một ngàn tỷ đó nó bị giảm tuy khi nó giảm như vậy đó, thì nó ảnh hưởng đến những người mà đang nghỉ hưu như thế này cho nên họ chống họ bảo cái số tiền này phải đủ một ngàn tỷ để nuôi chúng tôi chứ nếu mà bây giờ mấy anh giảm bớt một ngàn tỷ là chúng tôi sẽ bị giảm không giảm chỗ này cũng giảm chỗ kia chẳng hạn giảm tiền thuốc rồi giảm tiền bác sĩ đủ thứ thay vì chúng tôi đi bây giờ chúng tôi đóng ví dụ copy hai chục chúng tôi sẽ phải đóng lên 25 đồng đại khái như vậy họ phản đối ghê lắm thành ra cả bên cộng hòa và dân chủ đều phản đối chuyện này chỉ có tòa bạch ốc ông trump là muốn làm cái chuyện này thôi đó thành ra cái đó nó gây tranh cãi cho nên cái chuyện mà ông ký cái xác lệnh hành pháp đó ông có thể làm hoãn cái trả cái số tiền đó được cái số tiền sáu hai nó được tiền thuế đó sổ lương nhưng mà để xin quốc hội cho chưa chắc được đó. thành ra cuối cùng lại vẫn phải trả đó là tranh cãi chỗ đó còn cái trường hợp thứ ba là cái xác lệnh thứ ba là gì là miễn không được đẩy người ta ra khỏi nhà đúng chưa thì có phải là tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, bốn tháng đó Chủ nhà anh không được đẩy tôi ra khỏi nhà bởi vì tôi không có tiền Để tôi trả bởi vì bây giờ Covid-19 đang hoàn hành hãng đóng cửa trường học đóng cửa này kia thân vân 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 các doanh nghiệp tôi không làm ăn được tôi không có tiền tôi trả tiền nhà mà theo quy định thì các anh phải đuổi tôi ra nếu tôi không trả thì bây giờ ông cho muốn cho là không đuổi ra nhưng mà đến hết tháng 12 mà nếu không có tiền kinh tế không lên chúng tôi vẫn phải trả vẫn phải trả mà không những trả cho một tháng riêng năm 2021 mà trả luôn cả bốn tháng trước tôi nợ luôn nó chỉ hoán lại chứ không xóa nó hoán lại chứ không xóa thấy chưa thành ra cái đó nó chỉ là tạm thời rồi cái sắc lệnh thứ tư là hoán trả tiền nợ sinh viên là những người ngày xưa đi học thiếu nợ nhà nước, thiếu nợ ngân hàng mà nhà nước bảo kê thì sau khi ra trường trước đây tôi có giải thích quý vị bây giờ anh phải trả hàng tháng hàng tháng ví dụ mỗi tháng là 300. Bây giờ chúng tôi không có việc làm vì Covid-19 hoành hành như thế. Chúng tôi không có tôi trả thì như vậy là chúng tôi sẽ bị bad credit đúng không? Hoặc là bị cái tiền lời nó tăng lên thì bây giờ ông cho hoãn trả cái đó. Cũng có thể là tới cuối năm. Nhưng mà sau đó anh vẫn phải trả chứ không có xóa được nợ nhà nước là không xóa được nha quý vị, là dứt khoát không xóa được. Mà nếu muốn xóa cũng phải nằm trong tay quốc hội. À, theo chung tính tính ở Mỹ này á, chi tiền là do quốc hội quyết định. Khi mà xóa cái nợ đó thì có nghĩa là gì? Nhà nước phải bỏ tiền để trả cho các ngân hàng. Thì chỉ có quốc hội mới có quyền chi ra cái đó thôi. Thì qua các phân tích thì quý vị thấy là tất cả bốn cái sắc lệnh này nó liên quan với nhau. Mà nó cốt lõi là ở cái chỗ mà cái 600, tiền 600 đô la mà hỗ trợ cho người thất nghiệp. Đó lý do tại sao bên chủ bảo là bởi vì anh cho 400 á không đủ. Thì 600 đó đó, người ta đánh tiền thất nghiệp rồi ta thêm 600 nữa mà tính cho tới tháng riêng hết tháng riêng 2021. Có nghĩa là 5 tháng, phải không? 9 10 thậm chí họ tính hồi hồi tố đó ta trả cho nếu mà được đó là cho luôn tháng 8 luôn, bởi vì tháng 7 nó hết rồi, đúng không? 8 9 10 11 12 và tới hết tháng riêng là tới 6 tháng đó. Thì 6 tháng đó mà mỗi tháng là mỗi tuần 600 có phải là một tháng 2004 không? ông 6 tháng là hơn mười mấy ngàn rồi, quý vị thấy không? Cỡ 15 lăm ngàn, thấy chưa? Thì bên Dân Chủ họ mới tính là với số tiền đó cộng với tiền thất nghiệp thì anh mới có tiền anh trả cho tiền nhà, thấy chưa? Đó. Trả tiền nhà thì cái không cần cái gọi là cấm đuổi người ta ra nữa, thấy chưa? Và có cái tiền đó đó, thấy không? Thì anh không cần phải trừ cái thuế sổ lương nữa, thấy chưa? Nếu anh vẫn còn đang đi làm mà làm bạc thai, đó và còn cái nợ sinh viên đó là anh vẫn có thể anh trả được một phần nào đó đó là nó cốt lõi là từ cái chỗ đó và rồi đó nó cũng dính qua cái tiền của tiểu bang luôn tức là gần một ngàn tỷ nếu chia tiểu bang thì tiểu bang mới tiếp tục các cái chương trình khác mới tiếp tục mướn ngày này kia làm tôi nói ví dụ mướn nhân viên nhà nước đi làm nếu bây giờ tiểu bang hết tiền họ phải cắt những khoản tiền cắt những công việc đó đi cắt giảm thì có phải là người ta không có tiền không thì cốt lõi đó là cái tổng tiền nó phải lớn đó là lý do bên dân chủ họ đã đưa ra nhưng bên ông Công hòa mà không được cứ trước tôi cho 2 ngàn tỷ rồi Bây giờ mà cho 3 ngàn tỷ nữa thì không được mà cho hai. Bây giờ dân chủ xuống 2 ngàn tỷ Mấy ông cũng bảo là nhiều quá Bởi như vậy thì sẽ vỡ, sẽ nợ Thế hệ tương lai là cũng chết Vân 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 Chưa kể là trong Thượng viện có cái nhóm gọi là chi party những vị thượng nghị sĩ đó là khoảng cỡ tôi nghĩ bây giờ cái cái thành phần mà chống đối đó là khoảng cỡ sắp xỉ cỡ hai người họ chống cái chuyện là tăng thêm tiền thành ra rất kẹt cái này trong Mitch McConnell là lãnh tụ đa số thượng viện của đảng cộng hòa thầy quý vị thấy từ hôm bữa tới giờ đó trong gần hai tuần lễ chỉ có ông Mark Meadows là tránh văn phòng tổng thống và ông Steve Mnuchin là bộ trưởng tài chính đi qua nói chuyện với lại bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer ở tại cái văn phòng của bà Nancy Pelosi bên hạ viện thôi thấy chưa ông Mitch McConnell không nói ông coi ông đứng bên ngoài ông bảo thôi tao ông làm làm bởi vì ngay những 53 người mà trong thượng viện của ông bây giờ đang tranh cãi chuyện đó thầy ông không làm gì được cả nhưng mà người ta đang thắc mắc là liệu ông có nhảy vào vòng chiến hay không vào giờ chót nếu mà ông nhảy vào vòng chiến thì có thể giải quyết vấn đề nhưng mà hiện nay ông không thể nhảy vào vòng chiến là bởi vì ông không có đủ cái số phiếu đó đó thành ra ông không dám Đâu bây giờ qua bên ông, chồng, đó liệu có chuyện này có đi tới đâu không rất khó rất khó bởi vì nó liên quan đến vấn đề cá nhân mà ông trump ấy, thì ông nổi tiếng ông luôn luôn ông khoe như thế này tôi là một nhà thương thuyết đại tài tôi làm bao nhiêu cái doanh nghiệp cỡ nào tôi cũng thương thuyết được đấy. gặp đối thủ nào tôi vô nói chuyện là xong thậm chí ông, ông xuất bản cuốn sách thì ác ấp là điều. tức là nghệ thuật đàm phán mà tôi là viết sách tôi chỉ quý vị đàm phán nhưng mà gặp cái ca này khó <laughs> ca này chưa bao giờ ông gặp hết à. Về mặt lãnh đạo rõ ràng là ông không thành công trong cái chuyện này Ông phải đi một mình, ông không có sự phối hợp của bên Hạ viện là có vấn đề rồi Thấy chưa? Và nó về cá nhân nữa, ông với bà Nancy Pelosi gần 10 tháng nay không nói chuyện với nhau Không nói chuyện với nhau Giận nhau bởi cái lần mà bà Nancy Pelosi chỉ có mặt là ông ở trong toàn ốc đó Từ đó là hàng bóng châm, ông khó chịu ghê lắm Chỉ như vậy là không thể chấp nhận được Thậm chí tuần vừa qua khi mà ông Mick mà ông 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 ông, ông, ông Steve Mnuchin và ông ngồi trong phòng bà Nancy Pelosi nói chuyện để thương thuyết ông Trump gọi điện thoại một liên tục mà ông chỉ nói chuyện với ông Mike và ông Steve Mnuchin không thèm đếm xỉa tới bà kia ghê chưa ít nhất bảo ơ em Nancy em khỏe không hay là chị Nancy hay Nancy khỏe không how you doing mẹ ha đại khái vậy nó làm không cá tính ông Trump là vậy chị cương và tôi cương tới luôn thành ra nó cũng có khó đó bây giờ vấn đề là nó vẫn là mất mặt với nhau bà nancy pelosi cũng không muốn mất mặt bởi mất mặt bầu cua lên bởi vì bên dân chủ bà bây giờ là cấp cấp cao nhất của toàn quốc của hoa kỳ bên cộng hòa ông trump là cao cấp nhất hai người cao cấp nhất mà bây giờ không nói chuyện với nhau hơi căng hơi căng nhưng mà người ta tin là trong những ngày tới sẽ có một bên mất cái mu nào đó Đấy không sẽ có một bên xuống nước hay gì đó nhưng mà với tình hình hiện nay rất là khó người ta hy vọng trong những ngày tới hai bên có thể là nháy nhau thôi ok thôi bớt bớt đi bởi để là ngồi xuống để tìm ra một giải pháp để có tiền cho người dân thì ta đang hy vọng cái chuyện đó và nếu tất cả người có được thì cái chuyện một ngàn hai một người có thể có nhưng mà khó lòng bởi vì như tôi nói trước đó nếu mà vẫn dưới 600 thì bên cộng hòa muốn giảm xuống cái một ngàn hai chỉ còn một ngàn thôi còn nếu dưới một ngàn hai thì cái tiền cho chỉ có 400 mà thôi cho tiền thất nghiệp bởi hai tiền nó liên quan với nhau số tiền như đó cái này tăng cái kia giảm cái kia cái kia giảm cái này tăng đó nó là tình hình nó là như thế tôi không biết trong những ngày tới sẽ như thế nào thì tôi nghĩ là tuần vừa qua chuyện đã đáng chú ý gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ sau.